xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị hiện nay khối không khí lạnh đang hoạt động ổn định đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh này sẽ suy yếu dần và di chuyển sang phía đông lục địa Trung Quốc điều này khiến mưa có xu hướng giảm trên toàn khu vực bắc bộ đồng thời trời giảm mây và nhiệt độ tăng dần lên tuy nhiên đêm và sáng chưa còn nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến huế thời tiết cũng sẽ có xu hướng giảm mưa do không khí lạnh hoạt động yếu dần đêm nay và ngày mai mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện ở khu vực từ quảng bình trở vào cho đến quảng trị mặc dù mưa giảm nhưng hiện tượng sương mù vẫn diễn ra trên diện rộng vào sáng sớm gây giảm tầm nhìn có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khu vực từ đà nẵng đến bình thuận đêm nay và ngày mai thời tiết khá tốt và thuận lợi cho hoạt động ngoài trời diễn ra khi trời không mưa và khá mát mẻ sóng gió trên biển cũng giảm dần về cường độ tình trạng biển bình thường nên cũng sẽ thuận lợi hơn cho du lịch biển đảo Thưa quý vị, thuộc xã đảo Nhơn Châu, gần Vịnh Xuân Đài, với diện tích khoảng 364 hecta Cù Lao Xanh là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách gần xa bởi vẻ đẹp còn khá hoang sơ, không gian thanh bình và yên ả nhưng không kém phần xinh đẹp của thiên nhiên cũng như cảnh bật và con người nơi đây. Đến đây, ngoài việc đắm mình trong làn nước trong vắt, du khách thưởng thức hải sản thơm ngon. Du khách cũng đừng quên khám phá ngọn hải đăng đã hơn trăm tuổi, được xây dựng từ thời Pháp, có độ cao khoảng 119 mét, mang sự hòa quyện giữa hai phong cách Gothic của phương Tây và kiến trúc phương Đông. Phần chân tháp gồm 32 bậc thang, thân tháp hình trụ, bên trong có một cầu thang uốn lượn hình xoắn ốc khoảng 58 bậc. Từ trên ngọn hải đăng, du khách có thể phóng tầm mắt xa xa để chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh xinh đẹp của biển đảo nơi đây. Đến với khu vực Tây Nguyên, trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì kiểu thời tiết không mưa, ngày ít mây trời nắng, về đêm trời lạnh, ban ngày thời tiết không quá nóng bức nên các hoạt động ngoài trời vẫn diễn ra thuận lợi. Còn tại Nam Bộ, thời tiết trong 24 giờ tới tiếp tục không mưa, ngày nóng và oi bức. Đặc biệt là tại các tỉnh miền Đông với cường độ nhiệt độ lên tới 35 cho đến 37 độ nên các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch về trưa chiều sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Tuy nhiên, về chiều tối đến đêm và sáng sớm, tiết trời có phần mát mẻ hơn. Thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo tiếp theo sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi có mưa vài nơi, chưa chiều hưởng nắng, trời rét về đêm và sáng. Tại Sapa, nhiệt độ biến đổi từ 9 cho đến 13 độ. Tại Tam Đảo, nhiệt độ giao động từ 13 cho đến 16 độ. Còn tại Điện Biên, nhiệt độ giao động từ 16 cho đến 23 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ trời còn nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác nên sẽ ảnh hưởng phần nào đến tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng dao động từ 17 cho đến 18 độ, cao nhất ngày mai không vượt quá 23 độ. Xuôi xuống khu vực miền Trung ở phía Bắc đèo Hải Vân. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, đêm và sáng trời lạnh và rét. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ dao động từ 18 đến 23 độ. Phong Nha Kẻ Bàng nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, tại Huế nhiệt độ giao động từ 20 cho đến 25 độ. Còn tại khu vực miền Trung ở phía Nam đảo Hải Vân, thời tiết tốt dần nên cũng sẽ thuận lợi cho du lịch với tiết trời phổ biến ngày nắng, đêm không mưa. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ giao động từ 22 cho đến 26 độ. Riêng tại Bà Nà, nhiệt độ chỉ từ 16 đến 22 độ khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, nền nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 24 cho đến 26 độ, cao nhất trưa mai từ 29 đến 32 độ. Chế độ sóng gió trên biển cũng ổn định dần nên thuận lợi hơn cho du lịch biển đảo nơi đây. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, tại đây trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa nên nhiệt độ còn tiếp tục duy trì ở ngưỡng mát mẻ nên thuận lợi cho các hoạt động du lịch cũng như là các hoạt động ngoài trời khác. Tại Pleiku, nhiệt độ biến đổi từ 17 cho đến 29 độ. Buôn Ma Thuột, nhiệt độ từ 20 cho đến 30 độ. Riêng tại Đà Lạt, nhiệt độ chỉ từ 13 cho đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ, thời tiết phổ biến với mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Các tỉnh miền Đông tiếp tục có nắng nóng, nên không mấy thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời về trưa chiều, chiều. Tại Tây Ninh, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ biến đổi từ 24 đến 34 độ. Tại U Minh, nhiệt độ giao động từ 26 cho đến 32 độ. Cuối cùng là du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo. Tại Côn Đảo, mây thay đổi không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 5, biển còn động nhẹ, nên các tàu thuyền nhỏ, tàu thô sơ và tàu du lịch vẫn nên lưu ý. Nhiệt độ giao động từ 26 cho đến 31 độ. Phú Quốc mây thay đổi không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường nên các hoạt động du lịch biển đảo nơi đây vẫn diễn ra thuận lợi. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 27 cho đến 32 độ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết du lịch của đài truyền kỹ thuật số vtc xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại